Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Ngày 21 tháng 8, tại hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và Ấn Độ diễn ra ở thành phố Semarang, Indonesia, hai bên đã nhấn mạnh cam kết củng cố và nâng cao hợp tác kinh tế song phương nhằm đảm bảo quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Ấn Độ, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu đầy thách thức như hiện nay. Tại hội nghị, các đại biểu đã ghi nhận việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Ấn Độ thực chất và cùng có lợi. Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 19 được tổ chức vào tháng 11 năm ngoái, nhấn mạnh việc hợp tác toàn diện mạnh mẽ hơn giữa ASEAN và Ấn Độ là cần thiết. Do đó, hội nghị đã giao nhiệm vụ cho các quan chức tìm kiếm giải pháp kết hợp các hoạt động thiết thực vì lợi ích chung nhằm giảm thiểu tác động của những thách thức toàn cầu đối với mối quan hệ kinh tế ASEAN-Ấn Độ. Bên cạnh đó, hội nghị cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với vai trò chủ tịch G20 của Ấn Độ với chủ đề Một trái đất, một gia đình, một tương lai. Chiều qua tại Cung điện Hoàng gia ở thủ đô Phnom Penh, 125 nghị sĩ Quốc hội Campuchia khóa 7 đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Norodom Sihamoni gần một tháng sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 23 tháng 7. Tại buổi tuyên thệ, tất cả các nghị sĩ đều cam kết tôn trọng hiến pháp, phục vụ và bảo vệ lợi ích của quốc gia và người dân Campuchia, đồng thời sẽ hoàn thành sứ mệnh được người dân Campuchia giao phó. Các nghị sĩ Quốc hội khóa 7 cũng cam kết không lấy lợi ích quốc gia để tư lợi cho bản thân, gia đình hay lợi ích nhóm, bày tỏ quyết tâm luôn bảo vệ nền độc lập, chủ quyền quốc gia, cũng như luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, đấu tranh chống mọi hình thức tham nhũng và bất công xã hội. Phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội lần này được xem là sự kiện lịch sử trọng đại, mở đường cho việc thành lập bộ máy cơ quan lập pháp và hành pháp nhiệm kỳ mới ở Campuchia theo hướng chuyển giao thế hệ lãnh đạo, một bước ngoặt chính trị với những đổi thay mang tính lịch sử nhằm đảm bảo duy trì nền hòa bình, ổn định và phát triển lâu dài ở quốc gia này. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, tức Ngân hàng Trung ương, vừa thực hiện cắt giảm lãi suất trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế giảm tốc trong thời kỳ hậu COVID-19. Cụ thể, lãi suất cho vay cơ bản, lãi suất chuẩn đối với các khoản cho vay dành cho doanh nghiệp kỳ hạn 1 năm giảm từ 3,55% xuống còn 3,45%. Lãi suất đối với khoản cho vay mua bất động sản kỳ hạn 5 năm thì được giữ nguyên ở mức 4,2%. Với điều chỉnh này, hai lãi suất trên đều đang ở mức thấp lịch sử. Quyết định điều chỉnh lãi suất được đưa ra khi công ty bất động sản lớn Country Garden của Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng và hiện đang mắc nợ, làm dấy lên lo ngại về một vụ phá sản gây hậu quả nghiêm trọng đối với hệ thống tài chính nước này. Với mong muốn tăng cường kết nối giữa các vùng cũng như tập trung cho quá trình di chuyển của người dân ở các thành phố lớn như Geneva và Lausanne, chính phủ Thụy Sĩ mới đây đã công bố kế hoạch đầu tư mở rộng hệ thống đường sắt của nước này trong thời gian tới. Mức đầu tư mới trị giá 2,6 tỷ franc, tương đương 2,96 tỷ đô la Mỹ, sẽ gồm khoản ngân sách cho đoạn đường mới dài 9 km nối giữa Geneva với Lausanne. Ngoài ra, kế hoạch cũng bao gồm việc mở rộng đường hầm Lutschberg thành hai nhánh để các tàu có thể di chuyển với nhiều phương án hơn. Về việc phát triển đường sắt ở các vùng nông thôn, chính phủ Thụy Sĩ cho biết các dịch vụ đường sắt như tuyến S-Bahn trong khu vực sẽ được ưu tiên trong chiến lược mới, cũng như việc nâng cấp các nhà ga xe lửa ngoại ô. Bộ Kinh tế số và Xã hội Thái Lan đã đề nghị tòa án đóng cửa Facebook tại nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này nếu mạng xã hội này không tìm cách ngăn chặn các vụ lừa đảo đang ảnh hưởng đến khoảng hơn 200.000 người. Bộ trên khẳng định đã nhiều lần yêu cầu Facebook gỡ bỏ những quảng cáo mà bộ xác định là lừa đảo, song vấn đề này vẫn tồn tại. Các hình thức lừa đảo trên Facebook tại Thái Lan bao gồm dụ dỗ người dùng đầu tư vào các công ty ma, giao dịch tiền kỹ thuật số, giả mạo các cơ quan chính phủ như Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán. Thái Lan cũng đang thu thập bằng chứng về hành vi sai trái của Facebook để trình lên tòa án. Hiện Meta, công ty chủ quản của Facebook, chưa có bình luận về thông tin trên. Hà Nội là thiên đường ẩm thực với những món ngon nước tiếng, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm ăn uống đặc sắc. Đó là những nhận xét của Booking.com khi công bố 5 điểm đến được coi là viên ngọc quý của ẩm thực châu Á-Thái Bình Dương. Giới thiệu về Hà Nội, Booking viết, không chỉ nổi tiếng với đồ ăn đường phố, Hà Nội còn có 3 nhà hàng 1 sao Michelin gồm Gia, Hibana by Koki và Tầm Vị. Hãy đến Gia để thưởng thức thực đơn Việt Nam đương đại thay đổi theo mùa. Hibana by Koki phục vụ ẩm thực Nhật Bản và Tầm Vị với những mâm cơm truyền thống của người miền Bắc, đơn giản mà ai cũng phải tấm tắc khen ngon.
Các điểm đến khác trong danh sách này gồm Seoul, Hàn Quốc, Tokyo, Nhật Bản, Singapore và Cao Hùng ở đảo Đài Loan. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây cũng đã hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.